Kính chào khán giả của truyền hình Việt Nam Hoa Tình Đố. Chúng tôi là Tạ Cửu Hải từ thủ đô Washington. Và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần. Thị trường chứng khoán cuối tuần tính đến thứ 6-29 tháng diên 2016. Dow Jones 16.466.30, With Today cộng 2.32%, Year Today trừ 5.50%. Nasdaq

cũng căn cứ vào thứ sáu 29 tháng Giêng 2016. Giá xăng 1 đô la 813 một ga lông theo công ty AAA hôm thứ sáu 29 tháng Giêng 2016. Đồng đô la tương đương với 0.9233 euro. Đồng đô la tiếp tục đi lên giá. 1 đô la tương đương với 6.58 đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và cũng 1 đô la tương đương với 78.15 đồng của đồng Robo của Nga. Lãi suất mortgage Freddie Mac thứ năm 28 tháng Giêng 2016, 30 năm cố định là 3.79% và 15 năm cố định là 3.07%. Tình trạng thất nghiệp Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 23 tháng Giêng 2016, có 278.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu giảm 16.000 so với tuần lễ trước đó. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy, ngày 16 tháng Giêng, 2016, Mỹ có 2.268.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, tăng 49.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ đã cung cấp 2.650.000 việc làm cho toàn năm 2015 là năm đứng hạng nhì kể từ năm 1999. Tỷ số thất nghiệp vẫn ở mức 5% được coi là full employment là mức thấp nhất trong vòng 7 năm. Tổng sản lượng nội địa GDP Gross Domestic Product của năm 2015 là 2.4% bằng với GDP của năm 2014. Kinh tế Mỹ. Thị trường chứng khoán sau 3 tuần lễ đi xuống tồi tệ đã đưa thị trường chứng khoán Mỹ xuống vùng điều chỉnh. Tuần kế tiếp có cải thiện và tuần này cả ba chỉ số đều lại đi lên với Dow Jones tăng cộng 2.32%, Nasdaq tăng cộng 0.50% và S&P 500 tăng cộng 1.75%. Cùng ngày thứ sáu, thị trường chứng khoán thế giới có chỉ số Nike 225 của Nhật tăng cộng 2.80%, Hồng Kông Hang Seng tăng cộng 2.66%, Shanghai Composite tăng cộng 3.09%, London FTSE 100 tăng cộng 2.56% và DAX của Đức tăng cộng 1.64%. Sự sợ hãi và hốt hoảng từ thị trường chứng khoán trong 3 tuần qua đã lan qua hội nghị kinh tế thế giới tại thành phố Davos của Thụy Sĩ trong tuần trước. Lãnh đạo các quốc gia và doanh nghiệp lớn đã lo âu về sự có thể tăng lãi suất của quỹ dự trữ liên bang Hoa Kỳ. Giá dầu suy sụp và thị trường dao động mạnh tại Trung Quốc kết hợp thành một chuỗi khó khăn có thể tác hại cho sự phát triển kinh tế toàn cầu. Tuần này, giá vàng đi lên trở lại phản ảnh tâm lý tiêu cực của giới đầu tư mỗi khi có sự dao động của thị trường chứng khoán. Đồng đô la vẫn duy trì giá trị tương đối cao so với đồng euro, so với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và so với đồng robo của Nga. Đang bị mất giá xuống mức thấp nhất trong lịch sử và giá dầu thô tuy đi lên mức 33 đô la 74 cent một barrel vào ngày cuối tuần cũng đã mất giá hơn 70% chỉ trong vòng 18 tháng kể từ tháng 6 năm 2014. Nhưng giá xăng lại vẫn tiếp tục đi xuống, còn 1 đô la 813 một ca lông. Sự xuống giá dầu đã ảnh hưởng làm giảm số việc làm trong kỹ nghệ dầu và gây chậm chạp cho ngành chế tạo hàng hóa xuất cản của Mỹ. Phúc trình mới nhất từ Bộ Thương mại cho biết GDP chỉ có 0.7% cho tam các việc thứ tư, tức là tháng 10, tháng 11 và tháng 12 của năm 2015. Tính toàn năm 2015, GDP là 2.4%. Điều này cần gây thêm lo hôm thứ Tư 27 tháng Giêng 2016, Quỹ Dự trữ Liên bang đã đưa ra xác nhận rằng kinh tế Mỹ đã bắt đà ở cuối năm 2015 vừa qua. Sự chậm chạp của kinh tế toàn cầu dường như cuối cùng cũng đã đè nặng lên kinh tế Mỹ. Ngoại trừ thị trường việc làm tương đối cải thiện, các dấu hiệu khác đều cho thấy sự phát triển chậm chạp. 14 tiểu bang miền Đông Hoa Kỳ vừa mới trải qua cơn bão tuyết Jonas rất lớn trong 3 ngày cuối tuần trước đã ảnh hưởng đến sinh hoạt của khoảng 100 triệu dân Mỹ không được rời khỏi nhà. Đã có ít nhất là 59 người đã bị thiệt mạng kể cả 5 người tại tiểu bang Virginia, 2 người tại Maryland và 1 người ở DC. Đã có đến 1.000 tai nạn xe hơi đã xảy ra và 900 xe bị hỏng máy với hơn 24.2 inch tuyết tại Virginia. Thủ đô Washington DC có hơn 2 feet tuyết, Baltimore và Philadelphia có trên 2 feet, New York có 26.8 inches. New York và New Jersey có từ 2 inches tới 3 inches tuyết rơi mỗi giờ. Tại tiểu bang Kentucky, rất nhiều xe bị kẹt trên xa lộ 75, dài 35 dặm trong 12 tiếng đồng hồ vào tối thứ Bảy. Tháng Giêng đầu năm của 2016 với bão tuyết Jonas gợi nhớ bão Sandy tàn phá của năm 2015, kinh tế Mỹ sẽ bị ảnh hưởng. Kinh tế thế giới Chủ tịch Khalid al falih của công ty Saudi Aramco phát biểu tại Hội nghị Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ rằng Saudi Arabia sẽ không hy sinh thị trường dầu của mình cho sự tăng giá dầu. Chúng tôi sẽ không chấp nhận giảm mức sản xuất để tạo chỗ cho thị trường của nước khác. Trong khi giá dầu thô khoảng 30 đô la một berro trên thị trường, phí tổn sản xuất một berro là 52 đô la tại Anh Quốc, 49 đô la tại Brazil, 41 đô la tại Canada và 36 đô la tại Hoa Kỳ. Trong khi chỉ tốn trung bình ít hơn 10 đô la tại Saudi Arabia và Kuwait và 10 đô la 70 cent tại Iraq. Chắc chắn rằng Trung Quốc đang đóng một vai trò rộng lớn hơn trong sân khấu kinh tế toàn cầu hiện nay nhà nước Trung Quốc có ý đồ vận dụng tiền tệ và thị trường chứng khoán của họ nên đã gây sự hốt khoảng trên toàn cầu. Trung Quốc cửa mình, cả thế giới rùng mình theo. Thị trường Trung Quốc đã bắt giá hơn 20% đã rơi vào lãnh địa bear market. Và họ đã lôi phần lớn Âu Châu và Nhật Bản đi xuống theo với họ. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị